giờ chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các đơn vị địa phương. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố cùng lãnh đạo các quận huyện. Trong ngày hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận 206 ca mắc COVID-19, trong đó có 55 ca chưa cách ly. Quận Sơn Trà là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong ngày nhất với 71 trường hợp. Theo số ca mắc cộng đồng trong tuần qua thì hiện Đà Nẵng có 4 địa phương tương đương cấp độ dịch cấp 4 là phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu và hai xã Hòa Liên, Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Ngoài việc người dân đi lại nhiều khi chuyển trạng thái bình thường mới thì công tác truy vết hiện cũng gặp khó khăn do nhiều trường hợp không hợp tác. Trong bối cảnh mới, các đơn vị địa phương đề xuất cần điều chỉnh một số vấn đề liên quan đến việc xét nghiệm diện rộng và tiêu chuẩn cách ly F1 tại nhà, mở rộng điều trị F0 tại nhà và thiết lập thêm bệnh viện dã chiến để tiếp nhận bệnh nhân, cũng như bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp với các địa phương có ca lây nhiễm cao, đặc biệt tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm phòng chống dịch. Ngoài ra, cần siết chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, đầu tư thêm cho trạm y tế lưu động. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý lại tình hình dịch đang ở nguy cơ rất cao. Có nhiều điểm có nguy cơ cao cần phải lưu ý, nhất là các chợ, khu công nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay thì việc khoanh vùng truy vết nguồn lây cũng gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, phải đánh giá tổng thể, nhất là ngành y tế và các địa phương đánh giá đúng cấp độ để áp dụng biện pháp phù hợp nhất. Yêu cầu các quận huyện và phường xã cùng với lại ngành y tế là phải phân tích đánh giá rất là sát đúng tình hình dịch bệnh trên địa bàn của mình. Tôi đề nghị là đánh giá lại từng phường, trên cơ sở đó quận đánh giá tình hình đó và ngành y tế là phải đánh giá một cách tổng thể để nó làm căn cứ cho cái việc mà mình áp dụng các cái biện pháp tiếp theo. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các địa phương đánh giá lại khả năng và huy động lực lượng để đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch hiện nay, đánh giá việc điều trị F0 tại nhà để từ đó triển khai phù hợp. Các địa phương tập trung chỉ đạo để khoanh vùng truy vết, kiểm soát các ổ dịch, ngăn chặn lây lan diện rộng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin nội dung cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố trong bản tin thời sự sau.